Hôm nay là ngày tiểu đăng khoa của võ huynh đệ, chúng ta dùng rượu để mà chúc mừng. Kính lão huynh một ly nha. Nè, trường mẫu của tôi hôm nay đã tiệc cưới cho võ huynh đệ đây, được quý vị tới tham gia. Bây giờ chúng ta nâng ly đi. Nâng ly. Ngồi đi. Thưa quý vị, hôm nay tôi được lập gia đình là nhờ sự giúp đỡ của Trương đại nhân. Ân lớn của đại nhân tôi không bao giờ dám quên. Nay tôi dùng ly rượu này kính đại nhân một ly. Xin mời quý vị. Trương đại nhân đúng là đại nhân đại nghĩa, đã nhường người yêu của mình cho võ tông, quả là một điều đáng quý. Chúng ta hãy nâng ly kính Trương đại nhân một ly đi. Này, tại vì võ huynh đệ và Ngọc Lan yêu nhau thật lòng, ta chỉ giúp cho hai người họ thôi, đâu có cái gì đâu nè. Trương đại nhân rất tốt với tôi. Biết hai người thật lòng yêu nhau mà, cho nên phải có danh phận mới được chứ. Dạ đúng. Trương đại nhân, ân lớn của đại nhân tôi và Ngọc Lan không biết làm sao phải trả đây. Đừng có nói vậy, anh đừng nói vậy. Cái này đâu có cái gì đâu, miễn giúp được người ta là giúp, ai cũng cảm thấy vui vẻ thôi. Đúng rồi, xin mời. Mời ly đi ha. Uống. Trương đại nhân à, đừng khách sáo quá mà. Xin mời nha, xin mời. Mời. Ngọc Lan à, có Trương đại nhân tới chơi. Lâu giờ. Trương đại nhân, cảm ơn đại nhân nha. Tối nay đừng có vô lộn phòng nữa nha. Đại nhân thật là vui tính. Ngọc Lan à, nhớ hầu hạ đàng hoàng người em của ta đó. Dạ, lâu giờ. Thôi, ta đi về đây. Dạ, Trương đại nhân. Mời. Ngọc Lan, chuyện gì vậy? Em không vui hả? Dạ đâu có, tại vì em chỉ nhất thời cảm xúc thôi. Ngọc Lan, hôm nay là đám cưới của chúng ta, chúng ta phải vui vẻ lên chứ. Tại sao em lại khóc vậy? Có chuyện gì em cho anh biết đi. Nói đi mà. Tướng công, tiểu nữ có lỗi với tướng công, xin hãy tha lỗi cho tiểu nữ. Lan à, tại sao em nói vậy chứ? Em đứng dậy đi mà. Nè, đứng dậy đi em mới nói chuyện sao hả? Đứng dậy đi mà. Sao em khóc vậy? Có chuyện gì thì cho anh biết đi mà. Em nói đi. Em chê anh phải không? Không phải, tiểu nữ nói thật đó mà tướng công. Ngọc Lan, em tin anh đi. Anh hứa là sẽ săn sóc cho em tới già. Cầu mong chúng ta trăm năm đầu bạc, bên nhau mãi mãi. Bên nhau mãi mãi. Em không muốn sao? Tướng công, chắc hồi nãy tướng công cũng uống nhiều và cảm thấy hơi mệt. Hãy ngồi đi tướng công. Để tiểu nữ ra pha trà sâm cho tướng công uống nha. Trộm đâu? Hồi nãy tôi nghe Ngọc Lan kêu có trộm, cho nên tôi mới chạy ra coi. Ngọc Lan, hồi nãy người thấy ai là trộm, nói đi. Ngọc Lan, em nói đi. Ngọc Lan, nhớ mặt ai thì nói đi. Ngọc Lan, em mau nói ra đi. Nói ra đi mà. Em nói ra đi. Là nói đó. Ngọc Lan, tại sao là anh chứ? Ngọc Lan. Đừng có nói nhiều nữa. Đưa nó vào phòng xét coi. Đừng mà. Tôi không có đâu. Đừng quan. Phải xét cho thật kỹ. Thiệt là to gan. Lão già, là vàng bạc châu báu. Ngươi thiệt là to gan, bị bắt luôn quá tang rồi. Tụi bay, bắt nó lên nhà mau đi.
Dạ. Đi. Ngọc Lan, tại sao cô hại tôi? Đi. Tri phủ à, chuyện này thì phải xét xử cẩn thận nha. Dạ. Võ Tòng, bây giờ đã có người chứng và quả tang, người làm sao giải thích hả? Đại nhân, tôi bị vu oan đó. Thưa đại nhân, tôi biết rõ tánh của Võ Tòng lắm, tôi tin là anh không có làm trộm đâu. Được, bổn quan sẽ điều tra cho rõ ràng. Ngọc Lan, bọn ngươi biết chắc tên trộm là Võ Tòng sao hả? Ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời với bổn quan nha. Nói đi. Phải. Được, người biết chắc là Võ Tòng phải không? Nói lớn tiếng lên. Phải. Ngọc Lan, tại sao cô hại tôi? Tôi đâu có lỗi với cô. Tại sao cô hại tôi? Cấm miệng. Võ Tòng, người còn nói gì nữa? Ngọc Lan là vợ của người, người thân nhất của người, chỉ chứng người. Bổn quan tin chắc chắn là vợ người không có vu oan cho người đâu. Đại nhân. Ấy, đừng có nói thêm nữa. Bấy đâu, giải nó xuống. Đấy. Đại nhân, đại nhân, tôi bị quan mà. Đại nhân, đại nhân, tôi bị quan mà. Đại nhân. Người chỉ chứng Võ Tòng, tại sao bây giờ lại nói giúp cho nó hả? Tiểu nữ biết hôm đó là tiểu nữ nói dối, tiểu nữ đã bị người ta lợi dụng. Xin đại nhân hãy thả Võ Tòng ra dùm đi. Được, bổn quan hứa với người sẽ thả nó ra. Vậy ngươi làm sao mà đền ơn cho bổn quan đây hả? Làm sao cũng được hết, tiểu nữ sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho đại nhân mà. Tốt, tốt. Tốt. Người xin bổn quan thả Võ Tòng ra, nhưng mà người không có chịu ngoan ngoãn nghe lời của bổn quan ta, thì bổn quan làm sao mà thả nó ra được hả? Đại nhân hãy thả người ra trước. Được. Bay đâu? Đại nhân, thả Võ Tòng ra đi. Dạ. Ta nói thật với người nha, lúc nãy ta hứa thả Võ Tòng ra thì lúc đó Võ Tòng đã bị giải đi rồi. Đồ súc sinh! Nếu mà bây giờ ngươi lập tức đi phi dân phổ thì có lẽ kịp lượm xác của Võ Tòng đó. Đồ khốn nạn! Võ đại ca, tôi... Cô cho người giết tôi à? Đại ca, nghe tôi nói đi. Ngọc Lan! Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.